Đủ vẫn chưa được luôn ơi. Đủ có thằng C4 này chưa được gọi được luôn. Má, tôi nghe bảo là Quảng Ninh bây giờ xài mạng Vinaphone vẫn xài được mà sao nó không chạy về Quảng Ninh để đồ mấy ông nội sự bám các bạn của người ta chi vậy? Mấy thằng quỷ. Tao lấy mày đi cái chứ. Trời ơi là trời thì cái chứ. Tao lấy thì cái chứ. Tôi để tôi gửi tôi gửi thêm tìm code cho nó đây. Mấy này nó báo ghê nó đời luôn anh em mà. Ok, có rồi. Trời ơi là trời thì cái. Thằng số 4 sao nó không biết chạy xuống cẩm phả nó mua cái sim của tao. Cái gì vậy? Riverette đâu rồi? Em chuyển coi chủ cho anh đi em ơi. Ok. Hello, Riverette. Hello bác gấu nha. Bạn tính gì vậy? Em tên xin bác ơi. Ôi trời, xin mà em đặt tên Riverette mà anh tưởng ai chứ. Ok thì chào Xin và chào Danh Binh và cả Cadet. Ba tiền tổ hiện tại đang đại diện Việt Nam thi đấu tại giải Free Fire World Series Phone. Các bạn điểm của em trên bảng xếp hạng rất là tốt luôn. Thì bây giờ anh hỏi em một câu xin ơi. Dạ. Em nghĩ rằng 3 tuần cuối cùng đội em có thể giành được một vé qua bên Indonesia thi đấu vào tháng 10 không? Dạ tụi em thì cứ cố gắng thôi bác ơi. Đi được thì cứ đi Nhưng mà cái điểm của em hiện tại đang hơn Gao và hơn Bi và cả cả hơn team Heavy luôn. Thì khả năng mà tụi em đi được là rất là cao đó. Anh mong rằng tụi em cố gắng. Dạ vâng. Chiến thuật lượt về OB46 này tụi em có thay đổi gì không? Em nghĩ là vẫn như OB cũ thôi bác ơi, vẫn đi bắn nhau thôi. À tụi em vẫn đi săn luôn. Dạ. Ở cái lượt đi em có rất nhiều lần giao tranh với Bru và tụi em là thắng. Mà anh hỏi trong tất cả mọi cuộc chiến từ xưa đến giờ khi mà tụi em ở Flag cũ thì tụi em chưa bao giờ thắng được Bru luôn đấy, khả năng cao là thế. Mà sao cái mùa này tụi em bắn bay chứ vậy? Tụi em có cái cách nào không? Mùa này tụi em đổi tư duy bác ơi, đổi tư duy là không sợ nào. Đù, nhưng em vào ai là chị Phú em sợ Không á, em vào đây để luyện tay để giao tranh đầu với Thái Lan bác. À, rất là hay. Vào đây để luyện tay giao tranh đầu với Thái Lan. Đù, hay 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 hay. Ok. Bây giờ anh sẽ đọc luật chơi chương trình A là chị Phú một lần sơ lược cho Xin nghe và Danh Binh nghe và Đét nghe luôn. Để ba đứa biết luật. Tụi em buộc nhảy không trời. Tụi em không được quyền hồi tụi em được quyền hồi sinh, mỗi người được quyền hồi sinh một lần và mỗi lần được hồi sinh một người thôi. Nếu mà em hồi sinh nhầm anh bằng mấy bán hàng thì sẽ bị chia 50% số tiền trong trận đó. Được chưa? Ok bác. Trận đầu tiên thì top 1 từ 5 kill tới 6 kill là một lớp, 7 kill tới 10 kill là hai lớp, 11 kill là 5 lớp, 16 kill là một củ, 21 kill là hai củ, 26 kill là ba củ và 31 kill là 5 củ. Nếu em top 1 trận đầu tiên, em có thể chơi tiếp để nhân đôi, nhân 3, nhân 4 giải thưởng lên ở trận sau. Ok chưa? Ok bác ơi. Em nghĩ rằng bao nhiêu phần trăm hôm nay em có thể mang được số tiền cực lớn về? Như đầu em nói rồi, bác ơi, vô đây luyện giao tranh thôi, không có để ý mấy cái đó Vậy ơi, chứ nếu mà em top 1 nhiều quá em có lấy tiền không? Có chứ. À, hay hay hay, anh thích những người tới đây chơi. Thứ nhất là luyện tay, thứ hai nữa là phải lấy phần thưởng đi về. Để trò chơi là phải có phần thưởng chứ. Mà tụi em là một trong những game thủ chuyên nghiệp, tụi em phải có phần thưởng để gọi là tỏa sáng đi ăn uống chứ đúng không? Thôi, chuẩn bị xong chưa em ơi? Rồi bác ơi, vô luôn. Rồi ok, chúng ta cùng đến với team Hua Esports các bạn. Một team hiện tại đang đại diện Việt Nam thi đấu tại Free Fire World Series Phone. Một, hai, bắt vô. Trời ơi, xong team Gao mà nó khỏe gì đâu. Trời ơi, ngắm hay muôn phận tại trời. Trời khi nó bắt làm người có thân. Bắt phong trần, phải chịu phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Hay. Nguyễn Du làm mấy cái bài thơ hay quá anh em ơi, hay quá anh em à, vỗ tay, quá hay, ok, chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên trong chương trình A là Triệu Vũ hành trình chinh phục 100 triệu của Huawei Sport Linh Thỏ đã Black gửi một đèn ông sao cho Mr. Cảm ơn Linh Thỏ nha. Sao bác vui thế không? Mày hỏi cô thế mày. Tao mới xíu mất 15 triệu xong rồi không? Tao mới lùm lùm mày được không vui.
Có súng rồi. Bơ ngon quá. Bơ ngon quá nè. Bơ ngon phải có bạn hiền. Đừng tuyển không tiền mà có bơ ngon. Thơ hay, tuyệt tác, tuyệt tình. À, 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 không như tem gao. À, hua, sau khi mà nhặt đồ không trời xong rồi đi bắt luôn anh em ơi. À, à, có cả ABCG của NTN luôn, thần đồng ABCG. Có luôn, có luôn. Quá hay. Yên tâm đi, được 3 trận luôn mà. Tại vì trận đầu tiên là được 3 lượng anh em à. Khi nào bước qua trận thứ hai là chết, là chết luôn á. Bây giờ còn một mình xin nữa. Bây giờ chỉ có không góc đi được rồi. Góc này góc chết các bạn. Game thủ chuyên nghiệp mà bò ranh bé gấu thì cũng chết thôi. Ê! Đó chỉ là chuyện bình thường mà. Bình thường trong trận ranh đó. Xí nháp nào. Bình thường đó. À, bình thường. Ok, tụi em có trận đầu tiên thì tụi em có 3 trận để demo. À, nhưng mà bước qua trận thứ hai thì chắc chắn là sẽ không có demo được rồi. À, tụi em đã chuẩn bị, anh cho tụi em 30 giây chuẩn bị đó xin ơi. Có chuẩn bị gì chuẩn bị đi em. Lại bắt gấu ơi, lại. Ok, tụi em chuẩn bị đi, có còn thời gian chuẩn bị không? Không á, được rồi. Em còn một thành viên dự bị á, em kêu chạy ra suy gồ cây mua cái tả mặc vô đi. À, anh nghĩ là... À, anh nói thật đấy. Thì bây giờ anh cho tụi em 30 giây để hít thở đấy. Vô luôn bác ơi, vô luôn. Vô luôn hả? Ok, ok, ok. Anh tính cỡ tả ra mà nó vô luôn thôi anh. Bật tả lại. 1, 2, 3, vô. Ok, ok. Ai đi xuống tay đô qua bên nên kêu. Anh nghe tiếng em yếu rau bán chôm chôm. Chôm chôm ngọt như là tiếng rau. Anh ăn vào nghe lòng xuyên sao. Cảm ơn Minh Ú nha. Thương con phà mỹ thuần làm sao. Quá chơi ai là chị Phú mà không mất tiền nó đã gì đâu. Cảm giác mà nó xuống giống như rờ đùi của vợ. Đã. Địa điểm đã đánh dấu. Ê. Vô. À, có trình thì nhảy cống trời, không trình thì cứ buông đời làng thông. Đừng mang số kiếp lòng thòng, trên lưng thích đấu và ranh đồng kỹ năng. Chờ tôi tháo cái tả ra của chặng gao hồi nãy anh em ơi. Hồi nãy mang gao bắn ghê quá. Hồi lát mà bắn hổ báo cái này mà gặp anh em bé gấu rồi sẽ 30 giây tắt điện luôn. Tưởng đâu còn đi di chuyển bo đồ. Ranh bé gấu hơn á, giải quá anh em. Bác không sợ mất tiền sao? Sợ chứ. Bác sợ. Nhưng mà quan trọng đủ trình để lấy hay không. Chứ sao bác không sợ mày? Mất tiền mà nó không sợ cái gì? Ngờ. Mày thử gọi trên đời này thằng nào cũng sợ mất tiền. Tỷ phú nó còn sợ nữa chứ tao. Từ từ anh em ơi, cái chỗ từ từ cái đã. Rồi, đây thằng em. Mày hả mày? What ba hả mày? Rồi đại ca không chào mày. Chúng tôi tự rồi đã. Mấy thằng WG gặp tao trong trận là phải chào biết chưa. Tới tao bắn một kill. Bùm. Ado OnlyFan mới nhận một củ đá chim xong. Ôi đồ nó cho nhau một cây xô à. Ado nó có một combo hạ bro à. Nhưng mà gặp anh em tao cũng mệt, phải chết. Anh biết rồi. À. Ôi, tiện tụ chuyên nghiệp. Bốn thằng lên một lần kìa mày cho mấy đứa. Ây chà. Ủa, đếp làm tăng co à. Chưa có mua cho mặt gì vậy? Sunny à. Ở đâu có mua tăng co à.
có đủ ba thằng cho combo tăng cớ luôn à? Không nào cho combo sao? Tăng cơ càng tốt. Trời ơi, quấn lần ba cái tả mà nước đá tràn ra hết trơn. Tưởng đâu bay 15 củ rồi. Khỏe. Ôi. Ngày nào bán bún bánh mì ăn hết trời. Không có gì khác à. Ngày nào bánh mì ăn nữa. Thì cái mặt tôi khét hờ giống bao công luôn. Chiều lên lấy bóng chuyền. Kiếm được 5 gói. Ê! Ôi trời ơi, thằng này mày có lấy chim mày. Mày biết là những người mày đang đối diện là những người đã từng hạ rất nhiều lần bru của Thái Lan không? Nhưng không sao. Bốn người lên lần cho anh em. Tặng kim cương đi bác. Chết mẹ, nãy dĩ quên, nãy dĩ vào cầu rồi anh em ơi. Tưởng đâu chưa vợ, tôi cho địa chỉ qua nhà lấy. Quên. Nãy tôi vợ rồi. Đùa mang đi săn luôn nổ. Nói đùa bước nổ. Có đồ con ba này đi săn luôn nổi. Mày thích đi săn không? Mày thích đi săn hả? Mày đi săn hả? Mày thích đi săn hả? Đi săn hả? Đi săn không? Đi săn không? Mày thích đi săn không? Ô đồ. Ô đồ. Chạy! Con thằng trẻ đeo sinh! Nhanh! Chạy! Cảm ơn cú có gai nha em nha. Cú gai là gì? Từ ngày mới sinh con ra tính thằng này kỳ cục. Đàn ông tính thì đàn bà. Tấn xác con trai. Nhưng linh hồn là con gai. Còn dài tập lắm, phi vấn độ dài tập lắm. Coi thứ bầy chịu đỡ không? Ê, bốn thằng lên một lần nghe chưa mấy đứa? Tụi mày có đá chim thì phải tư duy lên nha. Đừng có đi lẻ bay qua đây mà bút kêu là chết luôn á nha mày. Bắn thì phải tư duy chứ, đá chim người ta rồi qua thì một hai thằng như thế làm sao mà bắn cái lại tụi nó. Trong khi đó tụi nó ăn ngủ để chơi game hay không à. Bắn mình phải tư duy lên chứ. Này có qua đồ bờ không bác? Chắc có cho anh em. Cũng lên qua rồi làm tí gata năm. Xem bộ phim mà đi ngủ. Này like bù cho anh em mà. Ngày mai cũng xin anh em mà 10 giờ. Ngày mai thứ ba chắc không có like. Nhưng 10 giờ live stream anh em tí. Ngày mai dẫn vợ đi làm Bitcoin tôm hùm. Làm vài chai. Lâu rồi cũng thèm quá. Vợ nó bất bệnh rồi. Không sao. Để em tanh bo cho. Ê, ôi tanh bom, ôi bố mày tanh bom được đâu nha. Cái Uber này tanh bom được đâu em ơi. Đi qua đi, chơi nó luôn đi em ơi. Bốn thằng lên xe qua chơi luôn. Hoặc là em núp ở góc nào đấy, ông dồn đam biết không. Bắt đầu em ngồi nè, nói. Đây này, bắt đầu em đếm đúng không. 1, 2, 3 này, tụi nó qua bên thung lũng này. 1, 2, 3, bắt. Đấy, chết, Uber này không tanh bom được đâu. Mày tanh bom là mày chết đấy. Thằng khùng. Hiểu chưa. Nhật Nam, anh em vô bút kêu 5-6 trận gì đó. Tôi phát cho anh em 6.999 kim cương luôn. Nói mày giữ kim cương, kim cương về cho từ đường mày xài đi mày ơi. Đi giữ đó xài đi. Anh em tụi tao không cần kim cương đâu. Anh em tụi tao luôn có định hình trong cái đầu á là cái miếng phô mai có sẵn như nằm trong bẫy chuột thôi ha. Không có đâu. Tao giữ nó về chia cho từ đường mày xài đi. Anh em tao không cần.
Ê! Ơi, có 30 giây để xả xì chết nha em nha. Ủa sao tụi em không đi đúp mà lại tụi em lại đi săn luôn vậy? Xin xin ơi. Hello bye. Sao em không đi núp về bắn chiến thuật đồ giống như tụi em đang đi bắn giải gì đây? Bắn giải thì em bắn gì mà bắn không? Gì? Bắn giải thì em bắn gì hả? Đúng rồi. Thì vô ranh anh nhanh lắm. Nếu mà tụi em bắn gì thì vô ranh anh thì chắc tầm 30 giây thôi. Ok thì em chỉ còn 2 cơ hội nữa thôi đấy nha. Xin nha. Ok bắn không? Rồi, ok. Em đi luyện tay mà bắn không? Đúng rồi đấy, mà vô ranh anh luyện tay là đúng rồi đấy nha. Em thấy ranh anh thế nào? Ờ, căng không? Không có lắm rồi. Chứ sao, anh em coi live stream rồi đó, yêu mến Hua, eSports nó chăm sóc hơi nhiều. Mày cái tụi nó bóng gà, tụi nó đông, tụi nó á. Á đồ. À, ok, được, câu này hay. Ok, vô, 1, 2, 3. Ok, ngu cũng được. Nhưng mà anh em phải đông, hiểu chưa? Đông thì nó phong long qua được cái ngu. Không sao, anh em bình tĩnh nha. Không sao, không sao. Trời, ôi trời, đông dưới trời. Ôi trời. HMT gì mà tùm lum tùm la hết. Triệu phú 0312 trời là trời. Trời ơi là trời, cái này phải bắn ranh không mà trời. Ô trời ơi, mạc lưới. Thác bạc lâm bát mươi năm, thác bạc lâm thác lâm quạt lâm bát lâm mơ lâm năm. Chắc trên 16, 17 thằng à. Đánh vui vẻ nha. Coi dân binh nha anh em nha, chẳng này coi dân binh nha. Giờ này mà có mà lách binh cũng chết chứ đừng nói dân binh. Ui ơ, ui ở đâu, 100 thằng vô, thả kỹ năng đồ lên vô, ép 1, 2, 4 bazooka đồ bay vô. Nó chỉ có trong cái nhà này thôi, nó không ra được đâu. Ui ơ, thả cái bờ tơ, mày bắn cái gì mày bay vô đó mày. Đi ra, lũ đen vô, lũ đen vô, thả lũ đen vô, rồi bazooka ném vô. Ép 1, 2, 4 xuống lửa đâu, bắn vô. Ném lựu đạn vô. Nó chỉ đứng đây, nó từ đây nó chịu luôn, nó không dám không ra được đâu. Lên nhà, xe tới. Chạy đâu được, nắng ba năm tới chúa giờ bỏ bạn. Mua một ngày sao là bạn lại bỏ tôi. Xong. Bỏ xuống nhanh. Hay. Cô dâu 8 tuổi phiên bản DeFi. Dài lắm, 1001 tặng lực. Lựu đạn ném lên, bazooka xuống lựu đẩy lên. Đấy, đẩy vô, à, đẩy lên. Đó, 4 thằng lên cho nó chắc. Giờ này nó đưa đường đi rồi, nó chỉ đứng đây chờ chết thôi. Nhảy xuống, rồi anh em ở dưới bắt luôn. Đồ. Đồ.
Ôi. Nếu mà thứ gì mà trên đời này dễ đạt được á, thì làm sao người ta có thể trân trọng được anh em. Đó mới gọi là chương trình Ai Là Triệu Phú. Và đó mới gọi là đẳng cấp của Ranh Bé Gấu cho anh em. Ok. Xin ơi. Xin ơi. Thôi trận này anh đặt cách cho em là em muốn nhảy đâu em nhảy đấy. Được chưa? Tụi em liền vô tranh với là dễ cốc trời kêu nhảy đông. Nắng nhảy mới thích á. Nhưng mà bắn vậy rồi làm sao mà em chịu cho nổi. Chịu nổi vô trong giải nó áp lực hơn nhiều quá. Tại sao em xuống không trời xong rồi em đu cáp qua đảo dừa đi. Em lụm đồ xong rồi em đi đúp cũng được. Ôi giời ơi. Chứ bắn cái này thôi chứ làm sao mà em có thể bắn được trong một. Tôi vô nha em nha. Ok. 1, 2, 3. WG hả? WG Mai. Mai anh em sẽ được hành hạ những con hàng như là C4 Kevin mà nhẹ nhất các bạn. Tôi nghĩ là như thế. Rồi đồng. Thực ra là bây giờ mà nếu mà nhảy công trời nó không có góc các bạn. Không livestream thì giờ này anh em nào lên kèo với có bắn top 1 mà năm sĩ hơn. Giờ này anh em nào chỉ lên kèo mà 32.000 anh em mà anh em lên 100.000 anh em bảo là đố anh gấu bắn được top 1 năm sĩ cầm 2 cây sầu quân. Mà lúc đó là anh gấu được tiêm thêm một nguồn động lực thể hiện trước mặt anh em, tạo thêm cốt một cái, nhảy xuống ống trời, dọn sạch sẽ ống trời, làm một trận bùng nổ luôn, bùng nổ xong lên nhạc đeo cặp mắt kính vô định. Thôi trận này chắc anh nghĩ là top 1 không nổi rồi, còn mình dép là xong. U trời 4-5 thằng, u trời 8 thằng luôn. WG lý thuyết không, lý thuyết là như thế anh em ơi. Cảm ơn Minh Phát nha. Đã chìm trình quá được. Anh gấu ơi, hôm qua anh bảo chuyện giường chiếu là bình thường, vậy anh nghĩ sao khi biết người mình yêu lên giường với người khác? Chuyện mà người mình yêu mà lên giường với người khác là chuyện bình thường mà em. Anh đâu thấy gì là quan trọng đâu em. Thì em cứ mặc bình thường thôi. Xong. Rồi ok. Xong rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ đến với ba bạn hồi nãy nhận thưởng 1 triệu đồng. Chơi chương trình Ai Là Triệu Phú. Rồi. Xong rồi flash nói chung là hơi khó. Xin ơi, alo. Chúc em và tất cả thành viên của team Who I Support sẽ cố gắng bắn 3 tuần cuối và có mặt ở Indo nha. Cảm ơn. Ok, cảm ơn ba đứa rất là nhiều. Tụi em anh em yên tâm, anh ủng hộ hết mình thì tụi em đấy. Bye ba đứa. Bye. Ok. Rồi, trong 4 team thì Heavy cũng không lấy được tiền tôi. What of what không lấy được tiền tôi. Who I Support không lấy được tiền tôi. B Esports không lấy được tiền tôi.